Một, hai, ba. Mở mắt ra. Mình ở đây thiệt á hả? Có hồ bơi riêng với lại phòng tắm bồn nữa nè. Chọc tức tôi hay gì vậy? Một bộ này cho thấy sẽ hết hả? À! Cái gì đó hơi ghê ghê rồi trời. Ê, chị đừng làm chú sợ nha. Alo. Nè, làm tôi đứng tim quá nè. Nè, tên tên tên. Mở mắt ra. Chính tay chị lựa đó, em thích không? Đây là đồ đôi. Chị em mình là sinh đôi mà, nên bây giờ sẽ mặc đồ đôi, sau đó tổ chức tiệc ngủ nữa. Dạ trời. Yeah! Ah! Ah, trời ơi, cưng quá. Ah, trời đẹp quá vậy. Ah! Thích không? Thích, đẹp quá à. Cửa anh, lần đầu tiên hai đứa mặc đồ đôi giống nhau á. Tại từ trước đến giờ đâu có tiền mua đồ đâu, thôi xin đồ cũ người ta mặc không à. Có mua cũng chưa chắc gì tôi mặc hết trơn á. Tôi đâu có thương chị. Thực ra thì nghĩ đi nghĩ lại chị cũng biết điều đó, cái gì đẹp nhất chị cũng dành cho tôi hết, tại vì em đẹp hơn chị mà. Biết là chị nói đúng mà sao thấy kỳ kỳ vậy ta? Chị nói thiệt đó, từ trước đến giờ ai cũng thích em hơn chị. Đương nhiên rồi, tại cái mặt của chị ấy, lúc nào cũng khó đăm đăm, ai mà ưa cho nổi nè. Thiệt, trong khi đó tôi thì lại rất là cute. Làm gì á? Cute ghê quá à. Cute ghê gì? Ghê muốn chết. Làm cái đi, coi gương đi kìa.
Ghê quá không? Không ghê đó mà. Tự nhiên ghê, người ta dễ thương. Làm đi. Thôi không được đâu. Được mà. Đừng có cười nha. Không cười đâu. Nó nói là không được cười mà. Không được cười cấm. Ê, có khi nào mà chị thấy vui khi làm chị xin đôi với tôi không vậy? À, chắc không hả? Ừ, tôi cũng ghét lắm. Suốt ngày cứ phải nghe hả? À, ủa? À, chị em xin đôi đó hả? Sao nhỏ cháu học giỏi vậy? Mà cháu học dở quá vậy? Ủa? Sao ngộ vậy? Có lộn con không? Xin đôi gì kỳ cục vậy? Từ thầy cô, bạn bè, hàng xóm, ai cũng nói vậy hết trơn á. Mà ngộ ha? Mắc mớ gì xin đôi là phải giống nhau đúng không? Đúng. Xin đôi thì phải có đứa giỏi đứa dở, đúng không? Đúng. Ừ. Chắc chị ghét tôi lắm hả? Không có ghét. Nhưng mà thấy em hơi phiền thôi. Tào xem rắc rối quá à. Mà cách đây mấy ngày á thì hết rồi. Sao tự nhiên hết vậy? Bây giờ chị mới nhận ra là chỉ có gia đình với lại người thân của mình là quan trọng nhất. Em cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chị. Trời ơi. Từ khi lấy chồng, đầu chị bị mát mát đúng không? Sao tự nhiên chị thay đổi dữ vậy trời? Mà công nhận ha, lúc nãy mặc đồ đôi á, chị mới thấy á là em với chị cũng giống nhau ghê. Giống như nào vậy trời? Nghĩ gì vậy? Một người á thì cao, một người thì cũng hơi thấp, một người thì đô con, một người thì còi, một người thì lớn xinh đẹp. À, một người thì cũng chút xíu. À, con nhỏ này muốn kiếm chuyện với chị hả? Kiếm chị chuyện rồi. Nè, đừng nãy giờ thấy tôi hiền lành, tôi hả dễ thương á, làm tới đi chứ. Ê, dễ vậy cô chứ. Đâu, đâu ra mà. Đâu ra mà. Dễ ăn ngủ hoài vậy. Nệm ấm, muốn làm gì cũng được. Ước gì mình được ở khách sạn hoài hoài luôn. Ê, hay là tôi đi cua ông chủ khách sạn đi. Ừ, đi đi, biết đâu được. Đi thì đi, sợ gì chứ. Ông ăn cản luôn trời. Cản làm gì? Báo đã muốn rồi thì ai mà cản được. Làm như hiểu báo lắm vậy á. Ừ. Thì bây giờ thử nó coi báo muốn làm cái gì. Bây giờ báo sẽ... Yeah! Biết ngay mà. Thôi. Trời quá. Hết sức rồi. Em vui không? Hả? Vui. Vui lắm luôn á. Trời ơi, la lớn vậy người ta đuổi bây giờ. Nhờ chị mà tôi được ở khách sạn hạng sang nè, được chơi trò sinh đôi nè, xong còn được chơi trò tiệc ngủ giống trong phim nữa. Bao nhiêu cái buồn đi hết trơn rồi. Vui quá. Xin lỗi nha. Chuyện gì? Chuyện tôi nói cho vợ bác sĩ biết á. Thiệt là lúc đó là tại vì tôi bực quá nên tôi mới làm vậy thôi. Đâu có ngờ là chuyện lớn như vậy. Dù gì á, tôi cũng bị anh hai tát cho xếp nữa lật mặt luôn rồi.
cũng chút nữa là anh từ mặt tôi luôn rồi đó. Nghĩ lại á, chuyện đó phải cảm ơn em mới đúng. Hả? Đúng không? Nếu như không nhờ có em á, chắc là chị cũng sẽ không bao giờ buông tay anh ấy được. À. Ê, đúng rồi hả? Nếu như mà hả, không nhờ tôi á, làm sao mình chỉ có thể có được một anh chồng vừa đẹp trai mà vừa giỏi nữa. Cái gì nữa? Đang vui á, nói thiệt nha. Hồi nhỏ nha, hồi đó lúc mà chị đi làm kiếm tiền để đóng tiền học á, là tôi nói tôi xài á. Cái chuyện đó thì chị biết lâu rồi. Vậy thôi hả? Ê, có gì đó hơi xa xa nha. Theo như đúng kịch bản á, là khi mà tôi nói như vậy á, là chị á sẽ phải nổi điên lên, sau đó tống cổ tôi về chứ. Vậy mới có tiền mới trả được nha. Ok. Châu nè. Tôi nói thiệt cái này nha, nhưng mà đừng nghĩ xấu á. Từ nhỏ đến lớn á, lúc nào tôi cũng ganh tị với chị hết. Chị làm gì á, tôi cũng thấy ghét hết. Nhất là cái vụ đi học đại học, miệng tôi lúc nào cũng đòi học đại học. Nhưng mà tôi biết tôi học ngu, có muốn con không được nữa. Rồi tôi hay đứng trước gương á, khi bắt chước chị. Mỗi lần mà chị có chuyện gì á, chán của chị á, câu lại tôi thấy vậy ngầu quá. Thế là cứ bắt chước, nhưng mà có được đâu. Nói ra thiệt mắc cỡ ghê. Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu, độc quyền trên Vion.